đến cái vận chín thì thất Xích nó chuyển sang cái trạng thái là sát tinh, cho nên thành ra là chủ về thị phi, thất dịch thì tượng phá quân kim là trụ vương, cho nên là năm nay đến cái phương nam nó xảy ra giống như là cãi cọ, nó giống như là tương khắc, nó giống như là thị phi, nó giống như làm hao tán đi cái tiền tài. Cái năm nay thì vị trí của phương nam là cái thao thất Xích đáo vào năm nay ngoài thất xích ra chúng ta còn có tang môn phục binh hà khôi và tai sắt năm nay thì vị trí của phương nam năm nay á, sau thất xích đáo vào thì đến cái vận chín thì thất xích nó chuyển sang cái trạng thái là sát tinh cho nên thành ra là chủ về thị phi thất xích thì tượng phá quân kim là trụ vương cho nên là năm nay đến cái phương nam nó xảy ra giống như là cãi cọ nó giống như là tương khắc nó giống như là thị phi nó giống như làm hao tán đi cái tiền tài cho nên nói rằng là hướng nam năm nay là cái nhà mà hướng nam năm nay là các cái hợp đồng các cái giấy tờ uh, các cái việc mà thi đấu hay, tranh đấu hay là, hay là đoạt được cái gì đó thì là cần phải hết sức là lưu ý và năm nay thì ngoài ra thì thêm tăng môn và phục binh cho nên cái chuyện liên quan đến tiền bạc là cần phải lưu ý trong cái việc mà đầu tư hay là đầu cơ đặc biệt là không đứng tên mượn tiền vay hộ và đi lại cẩn thận năm nay tại vị trí phương nam thì tôi di chuyển cái tượng kim long hình tượng con rùa đầu rồng quấn quanh thanh kiếm thất tinh về vị trí của phương nam và phúc tinh trần triều là cái đồng tiền xu của triều đại nhà trần được kết thành năm đồng hình con rơi tượng trưng cho chữ phúc và trên đó thì có cái dư ý cắt tường kết và một cái hồ lô bằng đồng và treo thì vật phẩm phong thủy để kích tài lộc thông thường thì nó sẽ có hai món một món là cái vật phẩm sử dụng để treo và một món là vật phẩm sử dụng để đặt những vật phẩm nào nếu chúng ta treo được thì chúng ta treo mà không treo được thì chúng ta tìm cái để đặt. Còn nếu không treo được không đặt được hoặc chỗ nó vướng hoặc nó treo vào mà đặt vào nó xấu thì cất nó đi. Hoặc treo ra cái phòng khác, không nhất thiết là bày hết ở phòng khách. Đúng không ạ? Vì giả sử những anh chị ở ngồi đây thì có anh chị đã mua được cả 8 chắc chắn là đến cả 30% anh chị đã có khoảng tầm 8 món rồi. Không thiếu cái món nào cả. Bây giờ chỉ là chọn để mà chuyển ở chỗ nào thôi. Nhưng chỗ đấy mà nó không phù hợp thì thôi mình chuyển sang phòng khác chứ đừng cố bắn một cái gờ đưa cái gì đấy vào để mình treo mình trông mình thấy được là được còn mình thấy không được mà thấy nó vương vương bận bận thì các cụ cũng không vào đấy đâu mình thấy không được là không được cho nên là lưu ý cái chuyện đấy không phải là tôi cứ nói là, là làm nhưng mà những vật phẩm đặt vật phẩm đặt thì là chúng ta lưu ý vậy nhưng các vật phẩm liên quan đến treo ấy, thì lại rất đơn giản treo động được đúng không ạ treo động được treo trước cửa treo cửa sổ treo tường treo dưới tranh Treo dưới cái tranh treo dưới cái đồng hồ hay là uh, treo dưới một cái uh, một trong cái bức tường nó trống chúng ta treo lắp cái đồng hồ và chúng ta treo bên dưới đều rất là tốt đúng không ạ năm nay kim long và phúc tinh trần diều nó là cái sản phẩm được đặt ở vị trí phương nam tại vị trí của phương bắc tại vị trí của phương bắc năm nay chúng ta là vị trí của bát bạch mặc dù bát bạch năm trước thì nó đang là đương vận tinh tuy nhiên bát bạch bản thân nó là một cát tinh nó là một cái sao tốt đúng không ạ cho nên thành ra là khi đáo vào vị trí và năm nay thì mới mới chớm về hưu thôi quan hệ còn rất nhiều <laughs> mới về hưu năm ngoái thôi đúng không? nên thành ra lực vẫn còn rất là tốt cho nên năm nay là lại là cái khí của bát bạch lại là đáo vào vị trí của phương bắc à, thổ khắc thủy à, sinh tài cho nên năm nay tại phương vị này tôi sử dụng phương pháp là kích lưu ý năm nay cái bạch hổ ngũ quỷ đại sát và tướng quân đáo đến cho nên thành ra là có thể sử dụng gương bắt quái thập địa chi treo trước cửa kết hợp cùng với cả cái đồng phúc linh trần triều ngoài ra thì tại vị trí ở phương bắc vị trí phía bắc ở trong nhà chúng ta sử dụng cái hoa mai chiêu tài hồng ngọc làm cái bộ sản phẩm mà chúng ta đặt lên trên chúng ta đặt lên trên cái đĩa và nó có năm cái đồng tiền nó sẽ quay và nó sẽ quay vòng tròn và khi chúng ta cắm điện vào ấy, thì nó xoay nếu không cắm điện bật bấm lên thì nó có cái pin lắp bên dưới á thì cái đèn bên trong nó sẽ chuyển năm màu thì nó làm cho cái cái hồ lô bằng cái đá thạch anh hồng cái này đào hóa ngọc rồi để mà nó nó phát ra năm cái màu nó tạo ra cái cái lực để mà để để mà tăng cường thêm cái tài lộc và tăng cường thêm cái khí ở chỗ đó. Cái phương pháp này đó là liệu pháp để 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 chiêu tài. Tại vị trí của phương đông, vị trí của phương đông, năm nay thì nhất bạch tiến tinh năm nay người ta gọi nhất bạch là sinh khí đinh đúng không ạ đáo vào vị trí của phương đông gồm các sao bệnh phù đúng không ạ lục hại và cửu thoái phương đông là nhất bạch khi mà đáo vào vị trí phương đông là thủy mộc tương sinh thủy mộc tương sinh năm nay bộ nó là 173 cho nên là 173 tức là 7 ngũ hành thuộc kim lại gặp thêm thủy là 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 số 1 và số 3 ở bên trên là hành mộc cho nên là tạo ra được cái vòng gọi là tương sinh loan hoàn đúng không ạ cho nên là năm nay là cái việc mà liên quan đến đào hoa nhân duyên cho những cái căn nhà hướng đông là năm nay là rất tốt người ta gọi là hỷ sự lâm môn năm nay mấy nhà hướng đông là dễ có con cái lấy chồng đúng không ạ lưu ý là ở chỗ này là chúng ta lưu ý các bệnh liên quan đến thị các bệnh liên quan đến là uh, gì có lục hại và bệnh phù cho nên nó chủ thị phi dễ ốm vặt cần dưỡng sinh điều độ kiệm lời lắng nghe nhiều hơn để mà nghênh đón tất ý nói là cái nhà này năm nay ấy, không cần nói nhiều, tự nhiên tiền đến cứ đi cãi nhau tự nhiên mất tiền nhà hướng đông và năm nay thì chúng ta có thể sử dụng một cái tì hưu đồng lam tức là cái cặp tì hưu mà anh chị vẫn hay để á chúng ta chuyển sang vị trí phía đông nếu như mà vị trí phía đông không phù hợp để mà chuyển cái cặp tì hưu này thì chúng ta vẫn cứ để cái cặp tì hưu quay ra để vào phòng khách quay ra phần phía trước nhà quay phía trước nhà năm nay thì cái ngũ phúc hoa mai là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng để mà chúng ta treo ở phần phía trước cửa nhà mình. Cái phú hoa mai là bộ tiền mà trong đó nó có 5 cái đồng tiền, 5 đồng tiền hoa mai. Nó tượng trưng cho mệnh, phọ, mệnh thọ phú quý trường, tức là năm cái chữ ghi trên đấy. Và có hình tượng để mà nó chiêu tăng cái tài lộc cho căn nhà của mình. Đối với căn nhà hướng Tây, đúng không ạ? Bộ của nó là, bộ bộ sao của nó, bộ sao của nó là 549, đúng không ạ? 549 với cái bộ sao của vận 9 của phương Tây Cửu Tinh. Năm nay á thì cái sao Ngũ Hoàng đáo vào. Năm nay phía Tây Ngũ Hoàng là cái sao sát tinh đáo đến hung họa càng thêm hung họa. Tuy nhiên là vì rằng là ở vị trí của phương Tây mà phương Tây thì ngũ hành thuộc kim, ngũ hoàng thì ngũ hành thuộc thổ cho nên thổ kim tương sinh nó xảy ra hiện tượng gọi là tiết khí nó này gọi là tiết khí cho nên nếu như mà chúng ta không gây náo động giữ cho sạch sẽ gọn gàng đặc biệt với cái nhà hướng tây á mà để giày dép bừng bừa bãi bên ngoài tủ giày mà gậy cánh hỏng hoặc là đằng trước lại có rãnh nước bẩn thì những cái phần đấy gọi là tự gây náo động còn nếu như mà giữ cho sạch sẽ gọn gàng xếp giày dép ngay ngắn chẳng hạn thì người ta gọi là làm cho sạch sẽ thế thì cái phương này thì các cái bệnh liên quan đến nếu như mà vị trí phía tây ở trong cái căn nhà của anh chị mà nó bị náo động thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bệnh liên quan đến phổi, xương khớp, cổ họng và khí quản, dạ dày và các bệnh trào ngược, thêm tiểu hao và kim thần cho nên là dễ mất mát tiền của. Nhưng chẳng may phía Tây, nếu như phía Tây trong nhà mà nó là máy giặt chẳng hạn, chạy quay cuồng suốt ngày là chết toi, đúng không ạ? Hay là vị trí phía Tây ở trong nhà mà nếu như mà ở chỗ đấy mà để cái đồng hồ chẳng hạn thì năm nay thì chúng ta đã chuyển đồng hồ ở chỗ khác. Vì chỗ đấy năm nay là không nên kích động, nghi tĩnh, tức là làm cho nó tĩnh lại và không nghi động tức là không làm cho nó động đậy. Thì đấy là vị trí của phía tây năm nay và người ta hóa giải nó bằng cách là sử dụng một cái hồ lô người ta gọi là người ta gọi là hồ lô hoàng ngọc. Hồ lô hoàng ngọc là cái sản phẩm được làm bằng từ đá hoàng long. À. Cái này gọi là gọi là đá hoàng long hay còn gọi là một tên gọi khác nó là đá đá hoàng ngọc thực ra nó là một dạng đá thạch anh nó thanh anh tên thì tôi chỉ nhớ tên khoa học của nó thôi đúng không ạ ngoài ra người ta kết hợp cái sản phẩm này cái đây là cái sản phẩm mà gọi là đế tinh hồ lô trần chiều cái này mạng vàng 24k nhá đằng sau cái đồng đằng sau cái đồng tiền uh, thiệu thiệu phong thông bảo nó có một chữ trần chữ trần được ghép bởi chữ đông một chữ a gọi là hào khí đông a tức là ý mà nó là hào khí nhà trần đấy đúng không ạ ở đằng sau lưng thì có ghép chữ này các bạn còn cái sản phẩm liên quan đến cái dây uh, cái dây này thì tết theo cái chiều dọc đúng không ạ ở dây này thì chúng ta thực ra thì anh chị nhìn vào vật phong thủy thôi nhưng mà mình mình thỉnh thoảng mình giới thiệu một hai vật phẩm để anh chị biết rằng là để làm vật phẩm suy nghĩ như thế nào bình thường ấy một vật phẩm phong thủy thì được cấu tạo như vật phẩm này là đạt yêu cầu gồm có năm thành phần cái phần móc treo đã đành rồi ở chỗ này là người ta sử dụng một cái này anh chị hay nhìn thấy cái hình như thế này không người ta gọi đây là như cắt đường kết tức là một cái nút thắt không bao giờ mà kết thúc thì ở trong một trong tám cái bát bảo Phật giáo ấy nó có một cái bát bảo người ta gọi là vô tận kết bồ ấy thì nó chính là cái hình tượng của như các tường kết này thì cái nút thắt luân hồi hay cái sự vận chuyển ngũ hành hay vận vận chuyển của, của 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 nhân quả là liên tục liên tục gieo liên tục xảy ra nên người ta sử dụng hình tượng vô tận kết bồ và kéo xuống đấy chính là cái hình tượng vô tận kết bồ và dưới này thì dùng một cái hồ lô hồ lô này thì nó có cái đáy và mở ra thì bên trong nó có cốt để khai quang nạp khí. Dưới nó thì nó có một cái lục tự đại minh là sáu cái chữ này là Umani Padme Hum. Nó là chú đức của Quán Thế Âm và bên dưới là năm cái đồng tiền năm đồng tiền xu là năm triều đại vua nó tượng trưng cho cái đế khí vì bản thân là trần triều nó là một cái triều đại mà có được cái lực khí về tâm linh là mạnh mạnh nhất và để cho cái những cái đồng tiền nó nó, nó tăng được cái lực ấy thì nó cần phải động thì những cái tua này nó gọi là tua nó giống như là hỏa hình hỏa khí để nó tăng cường thêm nó kích khí lên ở phương đông nam đông nam sang năm thì sao nhị hắc đáo vào ngoài ra thì vị trí đông nam sang năm là thìn thổ thái tuế cho nên thái tuế đáo vào chủ thị phi ngoài ra còn tuế hình kiếp sát thái dương và ngũ quỷ cho nên đông nam năm nay là cái sao mà nó sẽ chủ là bệnh phù kết hợp với kiếp sát cho nên là sức khỏe của người già trong năm nhà năm nay là phải lưu ý ngoài ra thì có thêm cái ông ngũ quỷ với ông thái tuế cho nên cái việc mà đầu tư đứng tên hộ vay hộ đặc biệt mấy bạn mà làm ngân hàng mà cái giả mà cái đứng tên vay hộ mượn vay tiền hộ ai á hoặc là cái đứng ra rồi anh yên tâm đi để em làm cho ấy, là lưu ý Nhưng không ạ ngoài ra thì trong năm nay thì thầy tùy đào hướng cho nên các ngành liên quan đến công an quân đội ngân hàng tài chính lưu ý thị phi đi lại cẩn thận dễ cái cọ và dễ hình thương đối với ở hướng này á cái việc hóa giải của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ sử dụng một cái hồ lô gỗ đào hồ lô gỗ đào đó là cái sản phẩm mà hồ lô được tiện do nó khắc xi bằng cái gỗ đào cái gỗ bằng gỗ cây đào vì bản thân chúng ta biết là tại sao tết người ta hay trồng hoa đào ở trước nhà vì cây đào nó tác dụng kỵ tà tại sao cái kiếm của thầy pháp lại dùng bằng gỗ đào đúng không ạ bởi vì gỗ đào nó kỵ tà cho nên dùng cái hồ lô gỗ đào thì tác dụng nó kỵ tà lực nó tăng lên đấy là lý do ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái hồ lô hòa hợp bằng gỗ đào để treo chúng ta lưu ý là trong phong thủy thì nó luôn luôn có hai cái vật phẩm nó có ba dạng vật phẩm, một vật phẩm sử dụng để treo, một vật phẩm sử dụng để đặt, một vật phẩm sử dụng để đeo. Nhảy đeo lên trên tay như gọi là để đeo và để 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 vào trong ví, đúng không? Để để ở trong ví thì chúng ta nếu mà không đặt được thì chúng ta treo hướng tây bắc. Tây bắc à, đối với ở hướng này á, cái việc hóa giải của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ sử dụng một cái hồ lô gỗ đào, hồ lô gỗ đào đó là cái sản phẩm mà hồ lô được tiện do nó khắc xi bằng cái gỗ đào cái gỗ bằng gỗ cây đào vì bản thân chúng ta biết là tại sao tết người ta là hay trồng hoa đào ở trước nhà vì cây đào nó tác dụng kỵ tà tại sao cái kiếm của thầy pháp lại dùng bằng gỗ đào đúng không ạ bởi vì gỗ đào nó kỵ tà cho nên dùng cái hồ lô gỗ đào thì tác dụng nó kỵ tà lực nó tăng lên đấy là lý do ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái hồ lô hòa hợp bằng gỗ đào để treo chúng ta lưu ý là trong phong thủy thì nó luôn luôn có hai cái vật phẩm nó có ba dạng vật phẩm một vật phẩm sử dụng để treo một vật phẩm sử dụng để đặt một vật phẩm sử dụng để đeo nhảy đeo lên trên tay như nhất gọi là để đeo và để 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 vào trong ví đúng không ạ để để ở trong ví thì chúng ta nếu mà không đặt được thì chúng ta treo đúng không ạ chúng ta đeo vào đúng không ạ vị trí phương tây bắc sang năm tứ lục đáo vào tứ lục nếu như mà bản thân nó là cát tinh nhưng mà khi đáo vào vị trí tây bắc là kim mộc tương khắc cho nên đưa hình tượng của nhất mạch là thủy vào là hình tượng của tháp văn dương đưa vào bên trong và khi đấy nó sẽ kết hợp với tứ lục để tạo thành cặp văn xương đế tinh vì cái sao tam thất vì cái sao tam thất vì cái sao tam nha nằm ở đấy cái tam thất là gì là cái sao mà nó chủ cho cái cái công ty cho cái nơi kinh doanh cho cái nơi kiếm tiền mà năm nay đáo vào tây bắc cho nên ra nó xảy ra tương khắc cho nên tôi nói là doanh nghiệp sang năm phải cố gắng là giữ cái người giỏi đào tạo để mà có nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển sau này nên là chủ doanh nghiệp là phải cố giống như tôi là phải cố gắng đúng không? chứ không phải là chứ không phải là 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 doanh nghiệp nào đúng không ạ cũng ảnh hưởng nên nghe là chúng ta phải hết sức và năm nay thì các ngành liên quan đến tài chính bất động sản xây dựng dễ hao tổn tiền bạc và thị phi sao long đức có khi uh, gặp sao long đức xuất hiện nếu gặp vấn đề năm nay là chúng ta phải đối diện chứ không được chạy trốn nếu chạy trốn là toang ngay thì khí của long đức sẽ không giải quyết được cho cái tầm thất của anh chị tức là khi mà gặp cái sự việc gặp cái việc khó thì chúng hay là kể cả về chính quyền hay là về mặt gì đó đúng không ạ hay là đối tác hay như nào đấy thì chúng ta cần phải đối diện để giải quyết vấn đề chứ không là bỏ trốn hay bỏ mặc thì là chúng ta sẽ sẽ không giải quyết được đúng không ạ và cái sản phẩm tiếp theo là tháp văn dương việt để có thể đặt vào cái vị trí phương tây bắc ngoài ra là chúng ta có thể sử dụng vật phẩm để treo sản phẩm để treo đó là chúng ta sử dụng cái hồ lô trầm hương hồ lô trầm hương cũng là một cái sản phẩm được làm và thiết kế từ cái cái cái, cái gỗ trầm nó tác dụng nó phát ra cái mùi hương và ở đáy gỗ trầm thì có dán vào cái lục tự đại minh ở phía dưới tắc nên thành ra tác dụng của hồ lô trầm hương là để kỵ tà và hóa giải thị phi khí của nó là nhất mạch vì nó có cái tượng của màu thủy mộc vị trí phương tây nam tây nam năm nay là cái vị trí tốt nhất cũng như là vị trí đẹp nhất ở trong năm tây nam năm nay là cửu tử tinh đương vận đáo vào mà ngũ hành thuộc hỏa mà bản cung thì nó là thổ đới hỏa cho nên là cộng hưởng lại càng được cộng hưởng cho nên là tại vị trí này nó là vị trí tài lộc nên những căn nhà mà có hướng tây nam trong sang năm nạp vận nạp khí hay là những căn nhà hướng tây nam sang năm mà muốn tăng thêm tài lộc bằng cách người ta có thể làm cho cái phần ở phía trước nhà động có thể là sơn lại có thể thay cái thảm hay là chúng ta làm cái gì đó trồng cái cây ra hoa màu đỏ gì đó kích hoạt đó thì sẽ làm cho cái phương nam trở nên rất là vững khí và chúng ta sử dụng cái cầu đá màu xanh vì tại sao tôi dùng cái cầu đá màu xanh ở nơi đây vì rằng là tôi muốn dùng cái hình tượng là hỏa mộc tương sinh mộc hỏa thổ tương sinh để tôi tạo ra cái vòng tương sinh loan hoàn và nếu như mà chúng ta không sử dụng cái cầu đá xanh tại sao lại có cầu đá xanh này vì quả cầu đá xanh này là từ năm ngoái đã có rồi thì năm nay là chuyển ra vị trí của 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 phương tây nam hoặc là nếu chúng ta không thích cái màu xanh thì chúng ta có thể thay hoặc mua mới bằng cái quả thạch anh hồng tức là màu hồng hoặc màu đỏ nơi đấy là ngũ khí nó thuộc hỏa thì nó tăng cường thêm chúng ta sử dụng cái hồ lô ngọc bích là cái hồ lô làm bằng ngọc màu xanh một cái màu xanh và tết trên cái dây màu đỏ trên này nó sử dụng cái bánh xe pháp luân nhá nhìn cái hình tượng bánh xe pháp luân cũng lại một trong bát bảo của phật giáo mà cái mà đi vào chùa mới hay nóc chùa ấy bánh xe pháp luân và ở dưới là sử dụng ba cái hồ lô đúng không ạ ngũ hành thuộc mộc để mà mộc hỏa tương dinh để mà gia tăng và tăng cường thêm cái khí cho vận chín tăng cường thêm khí cho vận chín tại sao lại cái một cái tại sao một cái sản phẩm mà cứ phải sử dụng là ba ba cái bởi vì một cái cho một cái thiên một cái địa và một cái nhân đúng không ạ thiên địa nhân ở giữa cho nên sử dụng cái cái tam cái tam tài để mà thiết kế cái vật phẩm phong thủy là như vậy phương Đông bắc sang năm thì lục bạch tinh này đáo vào lục bạch tinh bản thân nó đang là gì ạ à? nó đang là cái sao mà nó chủ cho quan Lộc tinh mà đáo vào vị trí phương đông bắc là thổ kim tương sinh cho nên năm nay là phương đông bắc là tài lộc là hanh thông đúng không ạ quan lộc là hanh thông cầu quan là dễ đạt đúng không ạ có nhiều lời mời nhiều cơ hội nhiều đề xuất tốt cho công việc và có thể cân nhắc hoặc là gia tăng thêm tài lộc cho cả nhà năm nay lưu ý là có cái sao điếu khách bị tàu thư đáo vào lại thêm cái thiên mã, thiên mã cộng lục bạch thì muốn nói đến là cái việc mà chuyển dịch công việc nhưng mà do là có điếu khách bị đầu tư cho nên thành ra là chúng ta phải cẩn thận các loại giấy tờ và cẩn thận mấy cái, cái mấy cái ông thuyết khách thị phi đến đấy mà tự nhiên mà làm cho mà đáng ra là không vấn đề gì tự nhiên lại tốn thêm tiền của hoặc là mấy mất mát thì chúng ta cần phải cần phải lưu ý.